Chào các bác, đây là cái đồng hồ của bác Trung ở Kim Bảng, Hà Nam gửi cho em. Anh Đức Tuấn, cái đồng hồ này của bác ấy thì là cái SK, nhưng mà cước gửi các bác thấy này khá là cao, 46.500. Do bác ấy kê giá trị cao, cái đồng hồ này cao quá, trên 1 triệu. Đây, trên 1 triệu được các bác này. Đấy, nên là nó lấy cước cao. Nên các bác chỉ được phép gửi hàng hay các bác chỉ nên nói là 500.000 thôi nhá. 500.000 thôi nhá. Thì bác kia kê cao quá nên trị giá cao đi. Đó. Tức là dưới 1 triệu được. Đấy, cứ kê cái này 500.000 thôi các bác. Để em sẽ kiểm tra cái đồng hồ cho bác ấy. Đồng hồ này còn rất là mới đẹp. Đó, em sẽ tháo cái đồng hồ này ra. Còn bác nào cần tư vấn hay liên hệ gì các bạn cứ liên hệ với số Zalo của em nhé, không cần gọi trực tiếp đâu, các bác cứ kết bạn Zalo để em nhận lời hết. Đó, em sẽ tháo cái dây này ra, cái dây này khá là mỏng, sau này sẽ dây thay cho bác ấy. Cái dây này dây rẻ tiền, cứ thay đã, tháo đã. Đó, em sẽ tháo cái này ra. Đấy, con đồng hồ SK này của bác Trung này còn rất là đẹp, nhưng mà có vết xước đây nhá. Vết thước xước này, những vết xước này là do thợ tháo ra nhá. Các bác nhá. Em sẽ zoom lại gần một tí cho các bác nhìn cho nó rõ. Đó. Hai vết xước này là chỉ có thợ tháo ra thôi. Là thợ tháo ra thì nó mới xước thôi. Đó. Em sẽ tháo ra con này ra. Đó, đặt chắc chắn tan tay như này. Đó, thì mình tháo ra không bao giờ bị trượt cả. Đó. Con này của bác em bị kiểm tra tự động trước tiên nhé. Thì kiểm tra tự động của con này của bác xem nó bị sao không. Đấy, bằng cách lấy bút dạ này chấm một vạch ở đây. Đó, các bạn thấy một vết chấm của em. Đó. Vết chấm này nó sẽ kiểm tra được xem là cái tự động nó có chạy hay không. À, các bác thấy nó vẫn chạy bình thường nhé, vẫn chạy bình thường, tức là tự động của nó không bị làm sao cả nhé. Đó, ok, vết chấm xuất hiện này. Đó. Bây giờ em sẽ lên quát tay kiểm tra cái đồng hồ này. À, cái đồng hồ này tự động chạy rồi này. Đó. À, đã chạy rồi các bác. Rồi, bây giờ em sẽ kiểm tra tiếp. Tóc này hơi yếu. Nhìn quát căng. Em nhìn hai cầu tóc này em thấy là nó có vấn đề này. Em bị cái cầu bên này, này. Có thể em sẽ phải hiệu chỉnh lại cho bác ấy, cái chỗ này. Hiệu chỉnh cầu tóc này cho bác ấy. Thì thấy bác ấy nói là cái tóc này đang bị nhanh. Nha. Thì cái đấy tính sau. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục em tháo ra. Máy vẫn đang chạy nha các bác nha. Đồng hồ đang chạy này phải cẩn thận ấy. Nhiều thợ đồng hồ đang chạy này tháo ra là toi ấy. Toi ấy chết. Mà không biết lý do vì sao. Tóc này còn rất là đẹp nhé. Tóc này tóc xịn này. Đó. Em sẽ tháo ra. Tiếp. Cái này muốn tháo cái này phải rút ra nút chỉnh giờ ra thì mới tháo được cái này ra nhé. Đó, em sẽ tháo tiếp. Đó. Thì cái này rất là bẩn này. Cái này em sẽ vệ sinh lại cái vỏ cho bác sau. Cái vỏ này em thấy là còn khá là đẹp, đặc biệt là mặt kính còn rất là đẹp, nên là em để nguyên đấy cho bác ấy, không có thay gì cả. À, nó hơi bị xước một tí thôi nhưng không sao, vẫn còn đẹp, để nguyên. Mặt số cũng còn đẹp, mặt bộ kim vẫn còn đẹp lắm. À, máy này còn rất là đẹp. Đó, à, bác thấy còn rất là đẹp. Nhưng con này kiểm tra đến phần tiếp theo. Để tháo tự động ra. Đó. Tháo tự động này. Rồi. Tiếp tục em kiểm tra cái tóc. À, tóc hơi đờ đờ. Tháo tóc ra. Kiểm tra tiếp.
đấy nhá, em làm thế nào em quay trực tiếp như thế nhá, không có dựng cảnh hay là cái gì cả, cắt ghép rồi hết nhá. Các bác thấy làm trực tiếp luôn, không có sắp xếp như những người khác đâu. Đây, sẽ kiểm tra cái tóc này. Kiểm tra cái tóc này thì em phải dùng cái ống nhòm. Đây, ống nhòm. Rồi, em để thế này. Rồi, em sẽ kiểm tra cái tóc này. Em đang bị cảm cúm các bác ạ. Làm nhiều quá hay sao ấy, bị cảm cúm. Cái tóc này là khả năng phải nắn lại một chút. Tại vì nó đang cái chân tóc, à, cái tóc phía dưới nó đang dính vào cái cầu tóc. Em nhìn nghiêng thì em thấy là nó đang sát vào tóc. Sát vào tóc một tí. Đấy, vào đây này, các bác nhìn này, nó có cái bẩn này. Đó này nhá, nó có cái bẩn đấy. Thì em sẽ lấy cái bẩn để ra cho bác ấy nhá. Đó, cái bẩn này này. Đó. Rồi, ok rồi, em đã lấy ra cho bác rồi nhá. Các bác nhìn thấy không? Cái tí này. Đấy. Ở đầu móng tay của em này. Đấy. Nhá, em đã lấy ra rồi nhá. Đây. Tiện em sẽ chấm dầu luôn. À, tí nữa em sẽ chấm dầu luôn, lau dầu về đồng hồ này thì em sẽ chấm dầu luôn cho bác ấy. Đó. Đó. Tạm tạm. Đấy, lắp chưa đều, chưa bong. Em thấy cái tóc này đang rất là dính tóc. Dính tóc lắm các bạn. Mặc dù tóc này rất là đẹp nhưng mà nhìn nó dính tóc lắm. Đấy, lắc nó chưa bon nha. Đấy, lắc nó không bon các bạn. Rồi cái tóc này em phải xem, đang kiểm tra lại cái này. Đấy, tóc này em nhìn thấy nó chưa bon. Rồi. Đấy. Tiếp thì em nhìn thấy, các bác nhìn nhá. Em nhìn đây này, các bác nhìn thấy cái kim dây này. Cái kim phút nó đang chạm vào nhau này, đúng không ạ? Này, kim dây và kim phút đang chạm vào nhau nhá. Bác Trung nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, cái này là do lỗi này là do thợ nhá. Thợ lắp này các bác này. Đó, nó ship vào nhau, em nhìn nghiêng cho các bác nhìn nhá. Nhìn nghiêng đây. Các bác nhìn nghiêng các bác thấy đây, cái kim dây nằm trên cái kim phút luôn. Nhá. Đấy, cái này là lỗi này là do thợ nhá. Thợ lắp này. Đó, thợ lắp nhá. Đó, được chưa? Đó, rồi. Cái này không nói nữa. Cái này em sẽ chỉnh được cho bác ấy. Đó. Tiếp em sẽ kiểm tra đến cái con ngựa nhá. Con ngựa này vẫn đá, vẫn được khỏe lắm. Ngựa này vẫn khỏe lắm. Rồi, em sẽ tháo nó ra để xả cót xem nào. Đó, để xả cót. Đấy, các bác thấy em xả cót cái kim dây của nó rơi luôn này này. Bởi vì nó đang dính vào cái kim phút. Đó. Đấy, nên là khi xả cót phát là nó rơi kim dây luôn. Đó. Rơi kim dây của tay em luôn. Nó kêu, các bác nghe nó kêu rít rít rít. Đúng không? Nó kêu rít rít rít. À, tức là khô dầu đấy ạ. Đây. Đấy. Nó kêu rít rít rít, kêu rất to nha. Kêu rất to. À, tức là cái đồng hồ em bị khô dầu. Đó, lịch vẫn ok nhá. Nhưng mà này, các bác nhìn thấy là cái thợ lắp đồng hồ này lịch không đúng, không chính xác nhá. Không chính xác một tí nào nhá. Tại sao em nói thế? Đây là em quay cho các bác nhìn lịch nó nhảy nhá. Nó nhảy không phải 12 giờ đêm mà nó nhảy 9 giờ đêm này. Rồi, các bác nhìn nhá. À, em quay cho các bác xem. Cái lịch số 21 này này. Nó nhảy không phải là 9 giờ, à không phải là 12 giờ đây. 7 giờ tối nó đã nhảy này, chuẩn bị nhảy này. Đó, thế là 8 giờ nó kém nó đã nhảy rồi. Đó, thế là cái thợ này lắp cái kim thì không chính xác nhá. Đó, nên là 12 giờ nó đã nhảy hết cả hai lịch rồi. Đấy nhá, cái này nó lỗi của thợ luôn nhá, em chỉ luôn cho. Đó. Đó, vậy thì các bác thấy là cái máy này khi xả cót ấy nó kêu rất to đúng không? Đấy. Và máy này bình thường không làm sao cả. Chỉ có bệnh là khô dầu thôi. Đó, cái máy này. Đó. Còn cái tóc thì em thấy là đang không được bon. Cái tóc này. Đấy. Và con ngựa này đây này. Các bác thấy em tháo ra nó đang dính vào đây này. Đang dính vào đây. Đó. Đó này. Nhấc nó không ra này. Đấy, mãi nó mới ra này. Khô dầu này nó dính vào nhau.
Đó, thế nên em bây giờ phải lau dầu cái đồng hồ này. Đó, ok, còn tóc của nó thì em sẽ kiểm tra sau. Đó, đây nha. Còn kim dính vào, kim dây dính vào kim phút và lịch nhảy không chính xác, cái này do thợ các bác nhé. Chào các bác.